Xin chào toàn thể các bác và anh em đã quay trở lại kênh YouTube của shop Minh Nga các bác nhé. Thì ở trong video này em sẽ lên giới thiệu đến cho bác và anh em một con bơm. Đây có thể nói là con bơm đang làm mưa làm gió trên thị trường các bác nhé. Đúng không? Xem mẫu này. Cái mẫu này thì hiện tại anh em đang mua rất là nhiều các bạn đấy. Và trong video em sẽ test thực tế cho bác xem này và giới thiệu chi tiết cho bác về cái mẫu bơm quốc dân nhé. Đây là một cái dòng bơm trong tầm tiền trên dưới 3 triệu không có mẫu nào qua mặt được con bơm này các bác nhé. Đấy, em khẳng định một câu chắc nịch luôn cho bác. Con này thì chất lượng thì khỏi phải bàn cãi rồi, mà giá cả thì vô cùng là hợp lý các bác nhé. Đấy, khi các bác mua thì bên em sẽ ship code COD đồng kiểm này đến nơi các bác em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, được bơm thử, test thử hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng mô tả, đúng sản phẩm, ok anh em nhận hàng có thể thanh toán tiền các bác nhé. Bên em bảo hành chính hãng cho bác con bơm này, bơm Tiger con hổ nhé, bơm con hổ Tiger. Bảo hành chính hãng 18 tháng các bác nhé, bảo hành 18 tháng trên toàn quốc cho bác. Đấy, con này bao cho các bác và anh em bơm mức áp tối đa từ 300 cho đến 350 cân trên một nốt nhạc nhé. Các bác chơi khỏi phải suy nghĩ gì nhé. Con này thì đồng hồ sẽ là đồng hồ dầu, đồng hồ to, lọc ẩm to. Đấy, bây giờ em sẽ test thực tế cho bác xem từ 0 cho đến 250 cân, từ 0 cho đến 100 cân thì nó sẽ nhanh không các bác nhé. Đấy, đây hiện tại em đang để đây, áp này đang là 0kg các bác nhé. Các bác nhìn này, áp đang là 0 cân này. Đấy, em sẽ bật máy test thử cho bác đến 100 cân xem thời gian mất bao lâu nhé. Đấy, em đóng an xả vào này, bật máy này. Bơm lên đến 100 cân các bác nhé, đã bơm lên đến 100 cân. Đấy, em sẽ cùng các bác đi xem cái thành quả nhé. Đấy, đây cái này thì hiện tại đã lên đến 110 cân các bác nhé. Đấy, các bác quan sát kỹ cho em này, các bác nhìn kỹ vào đồng hồ cho em nhé. Đồng hồ hiện tại đang là 110 cân rồi, các bác nhìn có rõ không ạ? Đó, 110 cân các bác nhé. Đấy, bơm khoảng độ tầm, con này chắc khoảng độ tầm 30 cho đến 40 giây đúng không các bác, đã lên 110 cân nhé. Đấy, em bơm cái bình này là bình carbon Bắc Đa size 0.42. Bác nào muốn mua van bình bên em cũng phục vụ cho bác luôn nhé. Con van click kết hộp mở như này giá công khai là 900.000. Bác nào muốn mua con bình carbon Bắc Đa như này giá là 1.800.000 các bác, 1.800.000 cái bình carbon Bắc Đa. Bên em bao ship đến tận nhà cho bác và anh em. Van là 900, bình carbon 1.800 nhé. Đấy. Còn đến với cái bơm. Đây, các bác nhìn con bơm này cực kỳ là chất lượng và đẳng cấp rồi đúng không? Đấy. Một con bơm máy Tiger con hổ nhé. Con bơm này đang được bên em bán giá công khai 3.200.000 các bác nhá, 3.200.000 bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, các bác xem em bơm 100 cân thời gian khoảng độ tầm 3-40 giây thôi. Các bác lưu ý nhá, về các bác bơm này, đây đồng hồ báo hơi áp này, cái này là đồng hồ báo nhiệt độ nhá. Trong quá trình các bác bơm thì các bác nhớ là cho các bác phải dùng TiO để nó dẫn nước vào đây, nó làm mát cái đầu bò này các bác nhá. Đấy, khi các bác nhìn cái nhiệt độ này lên đến 50 độ là các bác tắt đi nhá, các bác tắt đi. Còn nếu bác nào không muốn tắt đi, các bác bơm một mạch đầy bình khoảng độ tầm 200 cân, 300 cân, các bác thả một ít đá vào trong thau nước này cho em. Thì khi đấy nước này nó mát, nó lạnh, nó làm mát cái đầu bò này cực kỳ là tốt nhé. Thì nhiệt độ này nó không bao giờ lên đến 50 độ đâu các bạn. Đấy, nên anh em cứ chơi, anh em mà không cho đá thì lên đến 50 độ anh em tắt đi. Và anh em nào cho đá vào trong thau nước này thì anh em không cần tắt đi đâu, nhiệt độ nó không lên đến 50 độ nhé. Đấy, con bơm này giá công khai là 3.200.000 con bơm máy Tiger nhé. Bao ship đến tận nhà cho anh em nhé, đến nơi anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, ok chưa? Giá là 3.200.000. Cái này thì các bác mua giòn sim phụ kiện đầy đủ cho anh em, tặng cho anh em thêm một cái ti soi cua nhé, tặng cho anh em một cái ti soi cua ở trong bít tông này. Đấy, cái đấy trị giá 250.000, hôm nay em khuyến mại thêm cho anh em nhé, để về anh em soi cua. Giá không đổi, 3.200.000 bao ship đến nơi anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhé. Đấy, còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video sau. Cảm ơn các bác và anh em theo dõi video của em ngày hôm nay.